Bây giờ sẽ là phần thi kiến thức. Tớ sẽ nhờ cô giáo cho bài kiểm tra. Ai được điểm cao hơn người đó sẽ thắng. Wow, uống sữa xong thông minh hẳn ra. Khánh Linh cầm hộ chị. Vâng ạ. Bây giờ phải làm bài thôi. Lớp trưởng cố lên, lớp trưởng cố lên. Đây là những chiếc boomerang của chúng mình. Và bây giờ sẽ là cuộc chiến boomerang đại lão sân trường. Yeah, yeah! Mình là Ruby, sao đỏ lớp 2A. Đã đạt được rất nhiều danh hiệu, con ngoan, cho giỏi. Cậu tránh ra đi. Mình là Tông Xuân, lớp trưởng lớp 2A. Mình mới là con ngoan, cho giỏi. Sao đỏ là số 1, sao đỏ là số 1. Lớp trưởng vô địch, lớp trưởng vô địch. Sao đỏ giỏi nhất, lớp trưởng giỏi nhất. Sao đỏ giỏi nhất, lớp trưởng giỏi nhất. Thôi được rồi, dừng lại. Lớp trưởng, bây giờ tớ với cậu sẽ thách đấu xem ai giỏi hơn, cậu có đồng ý không? Tớ đấu luôn, sợ gì. Bây giờ sẽ là cuộc thi, ai bắt lỗi được nhiều hơn. Đứng từ sáng đến giờ mà chưa bắt lỗi được ai thế nhở? Trời ơi, đợi mai mà không có bạn nào bắt lỗi để ghi vào sổ, thế này thì thua mất thôi. À, mình có cách rồi. 1, 2, 3, diễn. Lớp trưởng ơi, tớ đi học muộn một chút, tha cho tớ nhá. Lỗi này không thể tha được, sẽ ghi cậu vào sổ. Yeah! Vậy là đã ghi được một bạn vào sổ rồi, cậu vào lớp đi. Ok lớp trưởng. Ái chà, mình cũng có cách. Móng tay dài, trừ 5 điểm, tớ sẽ ghi cậu vào sổ. Cảm ơn sơ đã bắt lỗi tớ nhá, tớ vào lớp đây. Yeah, vậy là mình cũng đã hoàn thành được nhiệm vụ rồi. Vậy là phần thi đầu tiên, hòa nhau mình chán chứ. Bây giờ sẽ là phần thi kiến thức, tớ sẽ nhờ cô giáo cho bài kiểm tra. Ai được điểm cao hơn người đó sẽ thắng, cậu đồng ý không? Ok, tớ chơi luôn. A few moments later. Ôi, bài gì mà khó thế nhở? Em cũng thấy khó nữa. Khó quá. Chị đừng nào, đang có sữa Ovaltine đây rồi. Wow, sữa Ovaltine này. Sữa Ovaltine là thức uống dinh dưỡng từ lúa mạch, sữa và cacao, cung cấp nhiều vitamin và khoáng chất, giúp khỏe mạnh, phát triển chiều cao và trí não. Uống nhanh thôi nào. Wow, ngon quá. Uống sữa xong, thông minh hẳn ra. Khánh Linh cầm hộ chị. Vâng ạ. Bây giờ phải làm bài thôi. Ui, bài thi của trò có khác. Khó thế này làm sao mà làm được. Đếm nghĩ đỡ rồi, em nghĩ đỡ rồi. Có đi. À, sao đỏ cố lên. Sao đỏ ơi, chị uống sữa thêm đi. Em có cách rồi. Chạy đi đâu mà như ma đuổi ấy nhở? Lớp trưởng ơi, em mua sữa về này. Ô, sao mua nhiều sữa thế? Lớp trưởng phải uống sữa là thì mới thông minh được. Thật á? Thế thì phải uống nhanh không hết giờ mất. Lớp trưởng cố đi, lớp trưởng cố đi, lớp trưởng cố đi. Wow, sữa Ovaltine ngon quá. Lớp trưởng ơi, uống tiếp đi. Ok luôn. Lớp trưởng ơi, uống tiếp đi. Ok. Ngon quá. Wow, uống sữa xong thông minh hẳn, làm bài tiếp thôi. Lớp trưởng cố lên, lớp trưởng cố lên, lớp trưởng cố lên, lớp trưởng cố lên, lớp trưởng cố lên. Yeah! Yeah! 10 điểm rồi. Đừng vui mừng quá sớm, bọn tớ cũng được 10 điểm nha. Bực mình thật, sao cứ bằng nhau mãi thế nhở? Lớp trưởng ơi, uống sữa tiếp đi để nghĩ ra thử thách. Ok luôn. Ơ, mà sao cái gì đây nhở? Ở đây nữa. À, em biết rồi. Đây là đồ chơi boomerang. Ở như trong mỗi một lúc sữa sẽ được tặng một cái boomerang. Và lại cực hay luôn. Hay là chúng mình cùng rổ đội sao đỏ cùng chơi đi. Không.
Không phải rổ, bọn tớ đồng ý luôn. Sữa Ovaltine bọn tớ có rất nhiều, cho nên boomerang bọn tớ không thiếu luôn. Bây giờ chúng mình sẽ cùng đấu boomerang. Đội thắng cuộc sẽ được thưởng 10 lốc sữa và từ giờ sẽ có quyền lực hơn. Ok luôn, nhưng mà trước tiên chúng mình phải lắp boomerang đã. Lắp cái này dễ ợt, tớ sẽ hướng dẫn các bạn. Đầu tiên chúng mình sẽ bóc ra, lấy những chiếc cánh boomerang rồi xếp xuống bàn. Sau đó bóc băng dính và bóc tâm của tam giác. Chúng mình sẽ bóc cả 3 cánh nhé. Dán 2 chiếc cánh hình tròn màu đỏ lại, sao cho 2 tam giác ở giữa trùng nhau. Cánh tiếp theo cũng như vậy, nhớ dán sao cho tam giác ở giữa trùng nhau nhé. Rồi dán miếng dán tròn có chữ Ovaltine này vào. Cuối cùng, chúng mình sẽ bể 3 cánh theo đường gấp để hoàn chỉnh boomerang. Vậy là chúng mình đã có một chiếc boomerang rồi này. Rủ bạn bè cùng chơi nào. Đây là những chiếc boomerang của chúng mình. Và bây giờ sẽ là cuộc chiến boomerang đại lão sân trường. Yeah! Đây là phần thưởng dành cho người chiến thắng. Đó là 10 lốc sữa Ovaltine. Sao đỏ chiến thắng. Yeah! Lớp trưởng vô địch. Yeah! Ở lần thi đấu đầu tiên, mình sẽ thi đấu với sao đỏ. Ok, mời lớp trưởng dây trương. Xin chào lớp trưởng vô địch. Boomerang của mình bay đẹp thế mà mình không bắt được, tiếc thật. Lớp trưởng nghiêm tật, tí nữa em sẽ phục thù. Ok. Lớp trưởng bắt chợt rồi, hãy xem sao đỏ chơi boomerang này. Sao đỏ chuồn đi, sao đỏ chuồn đi, sao đỏ chuồn đi, sao đỏ chuồn đi. Lượt đấu boomerang đầu tiên của lớp trưởng và sao đỏ thì tỷ số vẫn là 0-0 các bạn ạ. Ở lần chơi thứ hai, mình sẽ cử đệ tử ruột của mình, đó là Gia Bảo. Và đối thủ của Gia Bảo đó chính là Khánh Linh. Chơi boomerang không những khỏe còn phải khéo nữa. Gia Bảo, Gia Bảo, Gia Bảo, Gia Bảo, Gia Bảo. Mặc dù không bắt được nhưng mà vui quá các bạn ạ. Vui này, em đang thấy ở đây. Ái chà, Minh Khoa là được rồi. Chị sẽ cử hai anh ra thi đấu với Minh Khoa luôn. Okay, lần này sẽ cho đội sao đỡ chơi trước. Ok, hai rồi. Hai rồi. Hai rồi. Minh Khoa cố lên. Không thể tin được, cuối cùng đội mình cũng đã được 1 điểm rồi. Yeah! Mỗi người chúng mình sẽ có 2 lượt chơi và đây sẽ là lượt chơi thứ 2 của mình. Rồi lớp trưởng, ai sẽ thi đấu với mình nào? Mình sẽ là người đấu với sao đỏ. Ok luôn. Lần một không bắt được rồi, lần hai mình cố gắng lên. Xem mình đây. Boomerang đâu nhỉ? Này, đây chứ đâu. Đúng là cao thủ, trả cho cậu này. Thất bại rồi. Nhìn Khánh Linh thể hiện đây. Khánh Linh cố lên. Mình chỉ còn một lần chơi nữa thôi mà vẫn chưa được điểm nào cả. Bây giờ mình sẽ cử siêu anh hùng Minh Khoa. Bây giờ sẽ đến lượt hai anh.
Ở hiệp phụ này chúng mình sẽ cùng chơi và cùng bắt. Ai là người bắt được sẽ được tính là một điểm. Bắt đầu thôi nào. Nào chuẩn bị. Nào để tôi đến nha. Chuẩn bị này. 1, 2, 3, đi. Chiến boomerang đại náo sân trường của chúng mình đã kết thúc rồi và tỷ số là 1-0 nghiêng về đội sao đỏ của chúng mình. Yeah. Để nhận thưởng thôi. Wow, nhiều sữa Ovaltine quá. Ôi thích chưa này, 10 lốc sữa luôn. Sao đỏ ơi, ở mỗi một lốc sữa còn có sẵn một cái boomerang nữa này. Đúng rồi, mỗi một lốc sữa đều có một cái boomerang này. Ôi, thế này thì bọn mình vừa có sữa uống, vừa có đồ chơi để chơi nữa. Thích quá. Trò này chơi hay quá, bọn mình đã cố gắng hết sức rồi. Nhưng mà đội sao đỏ mạnh quá, hai đứa có buồn không? Có. Bây giờ chúng mình sẽ cùng chia sữa nhá. Vâng ạ. Bắt ra này. Chị sao đỏ ơi, nhìn kìa. Hôm nay chơi trò boomerang cùng đội lớp trưởng vui nhở? Đúng rồi ạ. Hay là bây giờ chúng mình mang sữa đến chia cho đội lớp trưởng và rủ đội lớp trưởng cùng sưu tập boomerang và cùng chơi trong giờ ra chơi nhá. Thế cũng được ạ. Đi, mang sữa đến thôi. Đội lớp trưởng ơi, bọn tớ chia sữa cho các cậu này. Wow, nhiều sữa quá. Bọn tớ cảm ơn nhá. Wow. Các cậu bóc sữa ra uống đi, tại vì vừa nãy chơi cũng mệt mà. Mà tớ thấy trò này vui quá. Hay từ mai ngày nào tớ ra chơi chúng mình cũng chơi boomerang đi. Tớ đồng ý. À, bây giờ chúng mình cũng bóc sữa ra và lấy boomerang đi. Đi. Đi thôi nào. Đi thôi. Wow. Lên 5 sao. 5 sao. 3 sao. 4 sao. 5 sao. Đúng rồi. Bộ sưu tập boomerang có 8 kiểu tất cả. Và tớ đã sưu tập đủ rồi này. Bây giờ tớ sẽ cho các bạn cùng xem nhá. Bộ sưu tập boomerang gồm 8 kiểu tất cả, được thiết kế độc đáo, cực ngầu. Trên mỗi boomerang sẽ có số sao trên cánh, thể hiện sức mạnh của từng chiếc boomerang. Các bạn hãy nhanh tay sưu tập đủ 8 bộ boomerang để đấu với nhau trong giờ ra chơi nhé. Đảm bảo sẽ rất thú vị đấy. Chơi mệt rồi, bây giờ chúng mình cùng uống sữa Ovaltine bổ sung vitamin thôi. 1, 2, 3, go! Uống rồi. Uống sữa vào khỏe hẳn các bạn ạ. Lại còn thơm và ngon nữa. Còn có đồ chơi đẹp nữa này. Các bạn nhớ cứ mua một lốc sữa sẽ được tặng một chiếc boomerang như thế này nha. Dù các bạn chơi cùng vào giờ ra chơi sẽ rất là vui luôn. Ngon thế.